cậu như này, cậu như này. Mày không sẽ thoát được đâu. Còn xuống xuống. Nhảy. Chúng ta phải làm gì bây giờ Candy? Trước tiên chúng ta phải tìm ra nơi mà bọn chúng đang giam giữ Emily đã. Vậy chúng ta tìm bọn chúng ở đâu? Tớ cũng chưa biết nữa. À đúng rồi, sáng nay tớ có đưa cho Emily một thiết bị định vị. Giờ theo nó chúng ta có thể biết được vị trí của Emily. Vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta mau đi thôi. Thảo có ba. Chúng mày đánh mạnh nữa lên cho tao. Nhốt nó vào. Vợ à. Cậu ấy trong này, vào thôi. Thảo có ba, lũ khốn này. Chúng mày, xong hết chưa? Xong rồi đại ca. Xong rồi à? Chúng mày định làm gì hả? Hôm nay tao sẽ chôn sống lũ bị hơn chúng mày ở đây. Thả nó ra, thả nó ra. Mày cứ đêm tận hưởng đi nhá. Đi. Vâng ạ. Anna, bây giờ tớ sẽ dụ con chúng. Cậu hãy tìm Ellie và giải cứu cậu ấy. Cậu cẩn thận đấy. Hành động thôi. Đi xuống đâu vậy? Lớp à?
Ellie, Anna, cậu có sao không? Tôi không sao, nhưng ở đây là bom đấy, tôi cậu hãy cẩn thận. Không sao, tớ sẽ cứu cậu. Không muốn kịp thời gian nữa đâu. Tôi không bỏ qua được cậu đâu.